Để mở file kiến trúc thì các bạn lại vào trong folder là cat input input và chúng ta mở file kiến trúc lên. HPA Long Biên House KT. Ok chưa? Thì mình đã mở sẵn đây rồi. Thì file này các bạn thấy là một cái file kiến trúc rất là đơn giản, các gồm các mặt bằng kiến trúc. Thì khi các bạn sau này các bạn đi hành nghề hay các bạn đang làm nghề rồi cũng vậy, thì thường chúng ta sẽ có những cái bản vẽ mặt bằng rất là đơn giản như thế này để chúng ta sẽ triển khai lên cái một cái dự án Revit, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là cái dự án này ấy, thì nó có 3 tầng với một tum và một tầng mái. Thì các bản vẽ mặt bằng đây thì các bạn thấy nó rất là đơn giản, tức là chúng ta sẽ có một cái ngoài nhà vào này, đây là cái sân này, chúng ta sẽ có cái sảnh này, chúng ta có khu vực phòng khách, hành lang đi vào, chúng ta có khu vực bếp ở đây, bếp và ăn ở đây, có thang lên tầng và chúng ta có một cái nhà vệ sinh ở đây. Đó, chúng ta thấy là nó rất là đơn giản này. Và xa sau phía này thì mọi người sẽ thấy chúng ta có là một cái sân sau. Đó, chúng ta có một cái sảnh hiên sau và một cái sân sau. Được chưa? Lên tầng 2 thì mọi người sẽ thấy chúng ta sẽ có hai phòng ngủ to và phòng ngủ nhỏ. Và nó sẽ có một khu vệ sinh. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái khu ban công nó nằm ở vị trí này. Đó. Lên tầng 3 thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta có một cái phòng ngủ ở đây. Đó, chúng ta có phòng ngủ, có vệ sinh. À, ban công lên tầng 3 thì nó nhỏ lại một chút so với tầng 2. Đó. Và chúng ta sẽ có một khu vực phòng thờ. Và chúng ta có một cái sân phía sau như này. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Còn đây là lên tầng tum và lên tầng mái. Thì chúng ta sẽ có cái bản vẽ mặt bằng mái như thế này. Đấy, nói chung là về cái bản vẽ kiến trúc của công trình này thì nó không có gì đặc biệt cả. Nó khá là dễ hiểu và công trình này nó cũng không có quá gì là điều gì phức tạp. Ngoài ra thì mình sẽ gửi thêm cho bạn các bản vẽ kiến trúc mặt đứng nữa để các bạn có thể tưởng tượng ra cái công trình này một cách dễ hơn. Và tương tự thì tất nhiên mình cũng sẽ gửi cho bạn những cái file Revit 3D vừa dựng sẵn công trình để các bạn có thể kiểm tra toàn bộ cái thiết kế công trình này một cách dễ nhất để các bạn có thể tiến hành dựng được. Và sau khi các bạn có một cái file kiến trúc như thế này rồi thì tương tự như file kết cấu thì chúng ta cũng sẽ tách cái file kiến trúc này ra. Tức là các bạn cũng dùng cái lệnh là lệnh VKF ra. Xong các bạn lại đi select, này các bạn lại chọn hết cái tầng này chẳng hạn. Đó, các bạn cách, các bạn lại đặt tên. Thì giờ các bạn lưu ý cho mình ấy là nãy chúng ta có import, là chúng ta có import kết cấu. Thì các bạn có thể là tạo một folder này, folder KC chẳng hạn. Đó, các bạn bỏ toàn bộ cái file kết cấu này vào đây. Được chưa? Các bạn bỏ hết file kết cấu vào. Và chúng ta sẽ có một cái folder là folder KT. Đó, một folder KT kiến trúc. Đó, và các bạn lưu vào trong này cho mình. Thì đây là KT tầng 1. Đó, ok. Các bạn làm tương tự. Và các bạn cũng, sau khi các bạn tách các file kiến trúc ra, như là cái file kết cấu hôm trước ấy, hôm qua lúc nãy mình học ấy, thì các bạn cũng đi làm một cái thao tác, đó là các bạn dọn cái bản vẽ này. Đó, dọn. Các bạn có thể dọn bất cứ cái gì đấy các bạn thấy là nó không cần thiết thì các bạn dọn đi. Được chưa? Dọn xong rồi thì các bạn cũng, ngoài ra lưu ý các bạn là các bạn có thể ấn cái lệnh PU này này. Đó, các bạn enter để các bạn dọn rác. Được chưa? Dọn rác. Đó. Sau rồi thì các bạn có thể dùng cái lệnh di chuyển tiếp, lại di chuyển. Thì chúng ta lại chọn trục 1A 0,0,0 enter. Đó. Ok. Và Ctrl S. Và các bạn làm tương tự như thế cho tất cả các bản vẽ mặt bằng hay là bản vẽ mặt đứng của bản vẽ kiến trúc các bạn nhé. Được chưa? Rất là đơn giản đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.